tặng cho mình đang mở trứng bất ngờ nữa này các bạn. Ơi, đổ bánh mì hết luôn. Wow. Đây là bánh mì sô cô la. Rồi. Còn hai hộp bên kia là đồ chơi. Một con quay màu. Màu gì? Màu vàng. Với một cái muỗng mini. Rồi. Rồi bạn Trâm Anh đang coi trứng mới nữa các bạn ơi, còn một trứng trứng màu cam. Trứng màu cam siêu nhân nè. Bạn Trâm Anh đang ăn bánh quy sô cô la nè các bạn. Ngon lắm, béo. Có sô cô la với sữa nè, với bánh quy tròn tròn. Rồi bạn cho mình đang ăn đó. Ngon con. Dạ ngon. Vậy hả? Bạn cho mình sưu tầm rất là nhiều, được rất là nhiều đồ chơi mini luôn. Quay đi. Quay chợ nhỏ không để chơi hết trơn luôn. Lấy cái muỗng ra mới quay được. Rồi bạn Trâm Minh đang mở trứng thứ hai nè các bạn. Đồ chơi gì vậy ta? Một cái muỗng mini. Và một con. Các bạn coi con gì vậy? Một con ếch màu xanh dương. Wow, ớt thì rất là đẹp mấy các bạn. Bữa nay bạn cho mình được một món đồ chơi đặc biệt, chú ớt xanh. Chú ớt này không từng có đâu các bạn. Bữa nay sao có hai chú ớt trong đây nữa ta ơi. Rồi mình sẽ để vô đây luôn. Quá trời. Còn một miếng bên này là bánh quy. Bây giờ bên này thì mở bên thứ hai đây. Đó là hà đồ chơi mini. Đồ chơi mini mở rồi. Đồ chơi mini chưa mở đâu. Và còn bộ tiếp theo bánh quy sô cô la nữa này các bạn, nhiều lắm. Bạn Trâm Anh rất là thích ăn bánh quy sô cô la, nó béo béo. Được một đống luôn. Nhưng mình sẽ lấy vỏ, mình sẽ lấy vỏ trứng ra. Quá trời luôn nè, cái muỗng con nè. Hồi nãy bạn Trâm Anh mới khui được một con ếch nè. Với một cái không biết chơi thì nè. Không biết con ếch chơi sao nữa. Con ếch với con quay màu vàng. Còn mấy cái này là bạn Trâm Anh mở hồi hôm qua nè các bạn. Tớ không thích ăn bánh quy.